YouTube và live stream trên TikTok. Rồi anh chị nào tham gia vào kênh thì chào nhau nhé. Xin chào chào tất cả cô chú và anh chị cùng đến với cái chủ đề của ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ cùng giao lưu và hỏi đáp với nhau về kinh doanh. Tại vì với mong muốn là sẽ kết nối được với rất nhiều những anh chị, học hỏi những kinh nghiệm từ những anh chị. Chúng ta sẽ cùng hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong cái quá trình phát triển công việc kinh doanh của mình. Xin chào các anh chị. Rồi các anh chị có những cái câu hỏi nào hoặc là các anh chị có những cái kinh nghiệm nào trong cái công việc bán hàng, công việc làm marketing hoặc là một cái câu chuyện về khởi nghiệp của mình thì các anh chị có thể chia sẻ để chúng ta có thể cùng giao lưu và học hỏi. Rồi thì ngày hôm nay thì Tài cũng sẽ mạn phép chia sẻ một vài cái câu chuyện của mình trong cái quá trình mình phát triển công việc kinh doanh. Thì anh chị có những cái câu hỏi nào thì chúng ta sẽ cùng giao lưu. Rồi thì Tài nghĩ là với cái việc mà để làm kinh doanh á, thì cái việc đầu tiên mà chúng ta phải làm là chúng ta cần phải phát triển bản thân trước khi được phát triển kinh doanh. Thì Tài thấy đây là một cái câu nói rất là hay, mà ngày xưa thì mình cũng không có quan tâm đến cái chủ đề này, là cần phải phát triển bản thân trước, phát triển công việc kinh doanh sau. Bởi vì khi mà mình làm kinh doanh đó, đúng không các chị, thì rõ ràng thì chúng ta phải tiếp xúc với rất là nhiều, ví dụ như chúng ta cần phải tiếp xúc với khách hàng của mình, rồi chúng ta cũng cần phải tiếp xúc với đội nhóm, những cái anh em mà cùng làm việc với mình đó. Vậy nên thì mình phải có những cái kỹ năng này, chúng ta phải phát triển được cái bản thân, ví dụ như những kỹ năng về nói chuyện trước đám đông, những này chúng ta đỡ run hơn, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể là đứng ở trước sân khấu 5 người, 10 người hoặc là hàng chục, hàng trăm người thì chúng ta cũng sẽ đỡ run hơn. Đó thì đó là những kỹ năng về phát triển bản thân, đúng không? Chúng ta cần phải tập và rèn luyện cho mình. Thì những cái kỹ năng này nó sẽ giúp cho chúng ta hỗ trợ chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta làm kinh doanh, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta bán hàng thì chúng ta phải tiếp xúc với khách hàng và chúng ta phải nói chuyện với khách hàng, đúng không các chị? Đó cho nên là tại nhớ những ngày đầu tiên mà tại đi bán hàng á, cái việc mình gặp người lạ mình nói chuyện á, mình rất là run, đúng không? Mình rất là ngại, mình không biết nên nói cái gì và nói bắt đầu từ đâu, và những cái câu chuyện của mình sao mình không có thể truyền tải được những cái ý mà mình muốn chia sẻ với khách hàng, với những cái người xung quanh của mình. Thì đó là một trong những kỹ năng rất là quan trọng để giúp cho anh em ta phát triển tốt được cái công việc kinh doanh của mình về sau này. Vậy nên thì có một câu nói rất là hay, đó là cần phải phát triển bản thân trước khi là phát triển kinh doanh. Rồi và bán hàng thì các anh chị cũng biết là chúng ta cũng cần phải dựa trên những cái mối quan hệ, đúng không ạ? Có những cái người mà có thể là giới thiệu cho khách hàng chúng ta, hoặc là từ những cái mối quan hệ bạn bè, người thân, người quen này kia, đúng không? Thông qua những cái mối quan hệ như thế thì chúng ta sẽ bán hàng được nhiều hơn. Vậy nên cái kỹ năng mà để có thể giao tiếp được với mọi người và cũng như là kỹ năng để xây dựng những cái mối quan hệ thì cũng rất là cần trong trong cái công việc kinh doanh của mình. Rồi Tài xin chào các anh chị ha. Các anh chị tham gia vào cái livestream của Tài ngày hôm nay thì các anh chị có thể comment chào Tài một tiếng được không ạ? Chúng ta sẽ chào nhau để biết nhau, và Tài rất là mong muốn được học hỏi từ các anh chị và cũng rất là sẵn lòng có thể giúp đỡ được các anh chị một điều gì đó để giúp cho công việc kinh doanh của các anh chị có thể là đơn giản hơn, thuận lợi hơn và dễ dàng hơn. Vâng, xin chào Vũ Phương. Xin chào Vũ Phương 1995. Vâng, xin chào Vũ Phương. Rồi, các anh chị có thể chia sẻ về cái công việc của các anh chị hiện tại, các anh chị đang làm gì, hoặc là các anh chị đang kinh doanh sản phẩm gì, đúng không? Các anh chị có những cái bài học gì hay, các anh chị có thể chia sẻ. Vâng, xin chào Tùng Lê ạ. Cảm ơn bạn. Cứ gọi chúng ta hãy cứ gọi nhau là anh em nhé. Thì rất là cảm ơn cái tình cảm của các anh chị, nhưng mà mình hãy gọi nhau cho với anh em là nó sẽ thân thiện hơn. Thì không biết là Tùng Lê đang kinh doanh gì ha, hoặc là mình đang làm công việc gì, có thể chia sẻ và cùng giao lưu với mọi người được không ạ? Rồi thì hiện tại thì Tài cũng đang livestream trên hai nền tảng, đó là YouTube và TikTok các anh chị. Nên là các anh chị ở nền tảng nào thì các anh chị có thể là sao comment chào nhau, chúng ta sẽ chào nhau nhé. Rồi. Rồi thì Tài cũng sẽ cố gắng sắp xếp để chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên nhau hơn. Vào mỗi buổi tối như thế này, Tài có thể cùng trao đổi với các anh chị vào thời gian là từ 9 giờ cho tới 10 giờ mỗi tối. Tài có thể chia sẻ được các anh chị về những cái kiến thức về bán hàng, những cái kiến thức về quản lý đội nhóm, hoặc là những cái kiến thức để giúp cho các anh chị có thể nhân bản được mô hình kinh doanh của mình.
hoặc là dành cho những anh chị mới khởi nghiệp, thì các anh chị còn đang khó khăn trong vấn đề là tìm kiếm nguồn hàng, thì Tài cũng có thể kết nối cho các anh chị được nhiều cái xưởng hoặc là nhiều cái đơn vị phân phối hàng hóa có được cái giá tốt các anh chị ha. Xin chào em Phin nhé, xin chào em Phin. Tại livestream trên cái điện thoại cho nên là nó hơi nóng, có vẻ là cái này nó chạy cũng hơi chậm các anh chị nhé. Xin chào cả nhà. Rồi thì Tài đang nói về cái chủ đề đó là phát triển bản thân trước khi là chúng ta phát triển kinh doanh các anh chị ha. Thì rõ ràng là với những cái kỹ năng ở bên ngoài cuộc sống và cái kỹ năng này chúng ta cũng sẽ áp dụng vào trong công việc kinh doanh của mình, nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều các anh chị. Ví dụ những kỹ năng mà nói chuyện như thế này nè, không biết là các anh chị như thế nào, những ngày đầu tiên mà Tài đi làm á, Tài gặp đồng nghiệp của mình, Tài nói chuyện cũng rất là khó khăn, Tài gặp người lạ Tài không dám chào luôn các anh chị, không dám chào, mình không có cái kỹ năng kết nối với mọi người. Xin chào cả nhà nha, cả nhà vào livestream thì cả nhà có thể là gửi lời chào đến Tài. Tài xin chào tất cả các anh chị. Chúc tất cả các anh chị có một buổi livestream đầy năng lượng và chúng ta có thể giao lưu và học hỏi được với nhau những cái phần cơ bản nhé. Vâng, chào bạn Tùng Lê. Vâng, thì cũng gần Tết rồi, Tùng Lê, gần Tết rồi cho nên là cái công việc nó cũng khá là bận rộn. Với lại là Tài thì trước đây á, Tài cũng không kinh doanh online. Trước cái đại dịch Covid á, thì Tài tập trung là kinh doanh offline. Cho nên là khi mà dịch Covid đến thì buộc lòng Tài phải chuyển hướng sang kinh doanh online. Cho nên đối với Tài, kinh doanh online nó cũng có rất là nhiều những cái mới mẻ mà Tài phải học. Ví dụ như cái phần mềm livestream thế này nè, Tài cũng phải thao tác với nó gần cũng cả tháng mới mài mò ra được. Cho nên rất là nhiều thứ để học. Nên mình cũng khá là bận rộn, không có nhiều cái thời gian. Đấy, các anh chị, Tài kinh doanh cũng được 20 năm rồi các anh chị. Tài năm nay, Tài sinh năm 83 và cũng được 39-40 rồi. Và cũng 20 năm trải nghiệm với công việc kinh doanh rồi. Nhưng mà khi mà có những cái thay đổi, những cái biến cố đối với nền kinh tế thì phải làm lại, gần như là làm lại từ đầu đúng không các chị đó. Thì Tài đang kinh doanh offline, bây giờ làm online thì gần như là phải học lại từ đầu. Tất cả những cái phần hỗ trợ cho online gần như Tài không biết gì cả các chị. Tài phải học lại từ đầu và phải học xong rồi phải đào tạo cho đội ngũ của mình nữa, cho nên cái thời gian mất rất nhiều thời gian. Rồi, chính vì vậy là Tài thấy là những cái bạn trẻ bây giờ, những cái thế hệ mà như Tài là thế hệ 8X nhá, Tài thấy những cái thế hệ chẳng hạn là 9X nè, thế hệ 2000 nè, các bạn làm kinh doanh rất là giỏi, bởi vì các bạn tiếp cận với lại internet rất là sớm, đúng không? Và các bạn có nhiều điều kiện để tiếp cận với internet, cho nên là sao? Các bạn sẽ thuận lợi hơn những cái thế hệ như là 8X hoặc là 7X hoặc là 6X như tụi ta. Những cái anh chị mà 7X, 6X thì rất là khó các anh chị, bởi vì dù sao thì họ cũng có một chút rồi, và đến thời điểm này họ cũng là dạng như trung niên rồi, cho nên là khi mà họ thay đổi một cái việc gì đó thì cái nỗi sợ của họ rất là lớn đúng các anh chị, đó nỗi sợ. Cho nên là cái việc mà phát triển bản thân thì chúng ta cũng cần phải có kỹ năng để có thể quản trị được cái nỗi sợ của mình. Khi mà chúng ta thay đổi một cái việc gì đó thì chúng ta luôn có một cái nỗi sợ rất là lớn ngăn cản chúng ta đúng không các anh chị. Chúng ta sợ không đủ thời gian, chúng ta sợ là sao mất tiền, chúng ta sợ không được yêu thương. Đó chính là ba cái lý do rất là lớn mà ngăn cản cái bước tiến của chúng ta. Chúng ta sợ không đủ thời gian để học hỏi, để làm việc, đúng không? Rồi chúng ta sợ gì? Sợ mất tiền, đúng không? Chúng ta làm gì đó chúng ta cũng sợ thua lỗ, chúng ta sợ mất tiền nên chúng ta không dám làm. Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta sợ vì sợ không được yêu thương. Bởi vì mình làm cái đó nhỡ mai mình thất bại thì bố mẹ mình không thương mình nữa, hoặc là vợ con mình không thương mình nữa, hoặc là bạn bè họ không yêu quý mình nữa. Chính vì những cái nỗi sợ về không được yêu thương. Vì vậy thì cũng ngăn cản những cái bước chân của mình tiến tới về phía trước. Vậy nên cái kỹ năng mà để phát triển bản thân nó cực kỳ quan trọng trước khi là chúng ta phát triển kinh doanh. Vậy nên là chúng ta sao cũng cần phải học hỏi những kỹ năng này, đúng không ạ? Ví dụ như kỹ năng nói chuyện trước đông người, rồi kỹ năng quản trị được cái cảm xúc của mình. Ví dụ như là bởi vậy á, làm kinh doanh nó rất là vất vả các anh chị, đúng không? Hay người ta nói lớn hơn một xíu gọi là làm doanh nhân á, thì nó rất là cô đơn và rất là vất vả. Bởi vì ví dụ như người ta, một cái người bình thường á, người ta buồn thì người ta khóc, đúng không? Người ta buồn người ta được quyền khóc, người ta vui thì người ta được quyền cười. Còn đối với những người làm kinh doanh á, thì không dám bộc lộ những cái điều đó ra. Ô, đến cuối tháng phải trả lương cho nhân viên, rồi lãi ngân hàng phải đóng, rồi tiền nhà bao nhiêu thứ áp lực,
đổ trên đôi vai của mình, nhưng mà sao không dám than trách, không dám sao khóc lóc với ai, đúng không các chị? Bởi vì sao, nếu mình than trách, mình khóc lóc thì những anh em, những người chiến hữu, những người đồng nghiệp họ đi theo mình thì họ sẽ mất niềm tin. Hoặc là những người thân trong gia đình mình họ cũng sẽ lo lắng. Chính vì điều đó sao chúng ta phải cô độc, chịu đựng những cái điều đó để sao gánh vác những cái giai đoạn mà khó khăn nhất để chúng ta tiến tới, để những người mà cùng đi theo chúng ta họ vẫn giữ được cái niềm tin và tin tưởng để có thể là sao cùng bước với chúng ta về phía trước. Vậy nên là những người làm kinh doanh sao rất là vất vả, đúng không các chị? Thực sự là như vậy, rất là vất vả. Rồi xin chào Ajafa nha, xin chào các bạn. Sorry là Tài xin phép được xưng hô là bạn nha, bởi vì cũng không biết là cô chú anh chị, là có lẽ là một số người sẽ lớn tuổi hơn Tài, còn một số có lẽ là các anh chị là những cái bạn trẻ, có lẽ là nhỏ tuổi hơn Tài, thì để tiện xưng hô thì Tài xin phép được xưng hô là bạn nhé, để chúng ta sẽ tiện giao lưu với nhau. Rồi các anh chị có những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm hoặc là những cái khó khăn hay là những cái thuận lợi nào trong cái quá trình kinh doanh của mình thì các anh chị có thể chia sẻ để chúng ta cùng nhau học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau ha. Với mong muốn để có thể là cùng kết nối các anh chị lại với nhau và cùng có thể giao lưu và học hỏi, thì từ nay đến cuối năm thì Tài cũng sẽ cố gắng là nhấn thời gian vào buổi tối như thế này, khoảng thời gian từ 21 giờ cho tới 22 giờ, Tài sẽ làm cái live stream này để cùng giao lưu và trao đổi các anh chị với cái trải nghiệm 20 năm Tài làm kinh doanh, hy vọng là có thể hỗ trợ được các anh chị một phần nào đó. Vâng, xin chào Quân Mãi Thảo hả. Rồi xin chào Ruby Star nhé. Vâng, xin chào các anh chị. Rồi Tùng Lê, thầy có hỗ trợ giới thiệu đại lý tìm nguồn hàng không, thầy có cần trả phí? Không bạn ơi. Rồi, Tài không lấy phí nhé, Tài không lấy phí về những cái phần hỗ trợ về nguồn hàng, hoặc là nhiều những cái phần hỗ trợ khác, chẳng hạn hỗ trợ về bán hàng, hỗ trợ về marketing, hỗ trợ quản lý nhân sự, thì Tài không lấy phí. Với những cái gì mà đơn giản và Tài có thể làm được ngay cho các anh chị thì Tài sẽ không lấy phí ha. Còn những cái phần gì nó chuyên sâu hơn, cần có sự hỗ trợ về thời gian các anh chị, thì Tài xin phép là có thu phí nha, có thu phí. Bởi vì có những cái việc mà để có thể tạo ra được kết quả thì cần phải có thời gian để có thể cùng đồng hành với các anh chị, chứ không thể nào chia sẻ một vài câu này thì mình có thể làm được. Tài lấy ví dụ như các anh chị cần xây dựng một kênh YouTube để có thể phát triển được cái công việc kinh doanh của mình, thì rõ ràng không thể nào làm 1-2 ngày mà chúng ta phát triển được kênh YouTube, đúng không các anh chị? Đó, thì chúng ta cũng cần phải làm nhiều tháng, thậm chí là cũng phải làm nhiều năm. Và thậm chí đây cũng là một trong những cái công cụ marketing mà chúng giúp chúng ta phát triển được cái công việc kinh doanh nó lâu dài và xuyên suốt với cái hành trình chúng ta. Vậy nên thì với những cái phần hỗ trợ như vậy thì Tài xin phép là có thu phí. Bởi vì là sao cũng phải, Tài cũng phải thuê những cái bạn cộng sự để cùng hỗ trợ nữa, chứ một mình Tài cũng không thể nào làm được hết. Rồi không biết bạn Tùng Lê thì bạn đang kinh doanh sản phẩm gì ha, bạn cần tìm cái nguồn hàng gì ạ? Bạn kinh doanh đồ chơi trẻ em hay là sản phẩm gì? Rồi bạn có thể comment ha, comment ý kiến ở đây. Rồi các bạn biết ai kinh doanh, các bạn biết ai kinh doanh, hoặc là ai mong muốn đang kinh doanh, hoặc là mong muốn khởi nghiệp, hoặc là họ đang loay hoay trong việc tìm kiếm nguồn hàng, thì các anh chị có thể chia sẻ cái live stream này để chúng ta có thể có cơ hội được giao lưu và kết nối với nhau. Vâng, xin chào Sơn Đỗ, xin chào Kim Nguyễn. Vâng, xin chào tất cả các anh chị trên TikTok nhé. Xin chào Sitan. Có những cái tên viết tắt hay tại đọc không chuẩn, mong các anh chị thông cảm ạ. Xin chào tất cả các anh chị ở trên TikTok đang tham gia live stream cùng với Tài. Xin chào Azida. Vâng, xin chào ZD. Vâng, xin chào 123. Vâng, xin chào tất cả các anh chị trên TikTok nhé. Rất vinh hạnh được làm quen với các anh chị. Xin chào DFF495. Xin chào tất cả các anh chị ở trên kênh YouTube nhé. Xin chào tất cả các anh chị. Thì chúng ta có cái nội dung giao lưu về kinh doanh với cái thời gian là khoảng 1 tiếng đồng hồ, từ 21 giờ đến 22 giờ mỗi ngày trên kênh TikTok và kênh YouTube. Tài rất là mong nhận được những cái câu hỏi của các anh chị, và các anh chị có những cái cần sự hỗ trợ gì thì các anh chị hãy để lại câu hỏi nhé.
em làm sale thị trường. Tùng Lê bảo là em làm sale thị trường nhưng có định hướng qua bán hàng online đồ chơi trẻ em nhưng chưa biết gì ạ. Sale thị trường hả? Mình đang sale thị trường, mình sale cái nhãn hàng gì bạn Tùng Lê ơi? Thật ra những cái bạn mà đi làm thị trường, làm sale thị trường thì đây là một cái lợi thế rất lớn đối với các bạn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là mình đã có kỹ năng bán hàng ngoài thị trường, mình đã có những cái kỹ năng tiếp xúc với người lạ. Có một số những anh chị làm văn phòng á, khi mà ra bán hàng, ra làm kinh doanh rất là khó khăn các anh chị, bởi vì họ chưa có những cái kỹ năng tiếp xúc với người lạ, cho nên cái việc mà đi bán hàng rất là khó, đúng không? Nhưng mà những anh chị làm sale thị trường á, là cái việc mà sao cái khả năng mà các anh chị chịu nắng, chịu khổ, chịu mưa, chịu gió là các anh chị đã có rồi, đúng không? Cho nên cái việc mà chịu khổ thì các anh chị đã có sẵn trong người của mình rồi, thì chỉ cần mình biết thêm một vài cái kỹ thuật nữa thôi, thì mình sẽ kinh doanh được hiệu quả hơn rất là nhiều. Rồi nếu mà bạn Tùng Lê mà kinh doanh đồ chơi trẻ em á, thì bạn có thể xem nhiều những cái video ở trên kênh YouTube ha. Bạn có thể đăng ký kênh YouTube của Tài và sau đó thì bạn có thể xem rất là nhiều những cái nội dung trên kênh. Thứ nhất là Tài hướng dẫn về cái cách để có thể tìm được cái nguồn hàng ở đâu cho nó phù hợp với bạn. Rồi cái thứ hai là những cái cách để bạn xây dựng được cái chiến lược kinh doanh cũng như là chiến lược marketing, rồi cách xây dựng đội ngũ bán hàng. Đó, thì Tài cũng đã chia sẻ những cái phần cơ bản nhất hết là ở trên kênh. Còn nếu bạn cần hỗ trợ dạng như là một một với bạn, kèm cặp một một để bạn có thể là áp dụng cách hiệu quả cũng như là đi nhanh hơn, đỡ mất thời gian, mất tiền của, mất công sức của mình, thì bạn có thể kết nối với Tài, Tài có thể hỗ trợ bạn được sâu hơn. Bởi vì có những cái kiến thức á, Tài cũng không tiện chia sẻ thông qua online như thế này các anh chị, bởi vì có những kiến thức nó rất là sâu, và nếu mà những kiến thức này á, nó rơi vào tay của những anh chị mà kinh doanh không lành mạnh á, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đối với thị trường. Vậy nên thì có những cái phần mà các anh chị rất là thông cảm cho Tài, không thể chia sẻ hết ở đây được. Rồi hàng tiêu dùng nhanh, ồ rất là tuyệt vời. Như vậy là rõ ràng hàng tiêu dùng nhanh thì Tài được biết ở trên thị trường, nếu mà bạn làm với những cái kênh như là tạp hóa, bách hóa thì đó là cái mối quan hệ rất là tuyệt vời để có thể bạn kinh doanh đồ chơi trẻ em. Rồi nếu mà bạn bạn đã kinh doanh hàng, bạn đang làm hàng tiêu dùng á, thì thứ nhất á, là cái lợi thế về về địa bàn, về thị trường, bạn đi nhiều, bạn biết chỗ này chỗ kia. Và cái thứ hai nữa là bạn có được sẵn một số những cái mối quan hệ với cửa hàng tạp hóa hoặc là bách hóa. Tiêu dùng thì rất rộng đúng không? Bao gồm có thể là sữa hoặc là hóa mỹ phẩm. Ô, rất là nhiều. Đó, thì bạn sẽ quen những cái kênh đó, và Tài được biết thì những cái kênh như vậy thì bây giờ người ta cũng cũng bán kèm với là đồ chơi trẻ em. Thì bạn có thể suy nghĩ theo cái hướng là bạn làm sỉ nhỏ thì cũng được. Tại thấy rất là nhiều những cái bạn sale thị trường á, về mình có quen thị trường rồi, tức là mình am hiểu về cái địa bàn thị trường đó, đường đi nước bước rồi. Cái thứ hai là mình cũng có mối quan hệ, sau 2 năm, sau 5 năm, sau bao nhiêu năm đó mình làm với thị trường đó thì mình có mối quan hệ rồi. Thì bây giờ cái việc mình cầm một sản phẩm mới vô mình bán thì nó sẽ rất là lợi thế cho mình. Bởi vì những cái bạn sale mới ra làm thị trường nó rất là khó, bởi vì người ta đâu có biết mình là ai đâu, người ta muốn mua hàng người ta cũng ngại. Nhỡ mai mua hàng xong rồi mình có dịch vụ mình nói là lỗi, mình đổi trả hay gì á, nhưng nhiều khi mình bán mất có tháng mình mất tích luôn, người ta đâu biết kiếm mình đâu để đổi trả, nên người ta rất là ngại mua hàng từ những cái người bạn sale mới. Còn những bạn sale mà vài năm rồi đó, mà chúng ta có được cái uy tín ở trên thị trường đó, thì cái việc bán hàng chúng ta sẽ rất là thuận lợi ha. Thì mình chưa có nhiều vốn thì mình có thể chọn những cái dòng sản phẩm mà nó nhỏ gọn để mình có thể chở đi được bằng xe máy hoặc là xe ba bánh hoặc là xe tải nhỏ nhỏ. Ví dụ như những cái món mà đồ chơi kèm với lại bánh kẹo á, ví dụ như là trứng khủng long nè, đó thì có bánh kẹo đó, hoặc là một số những cái đồ chơi về sau này nó phát triển hơn trứng khủng long nữa. Thì ví dụ như là có những cái mẫu đồ chơi mà nó có kèm kẹo ở trong đó, đó. Hoặc là những cái hàng đồ chơi vỉ hoặc là hoặc đồ đồ chơi trend theo như Lego, đồ xếp hình rồi đó. Đó thì như thế thì cũng rất là tiện. Đây. Như cái mẫu Lego kiểu này nè. Đó, bây giờ tại thấy là trong giai đoạn này ha, mùa này nè, đang trend mấy cái mẫu này. Và cái này rất là gọn các bạn. Cái mẫu này rất là gọn nè, tại cầm ở trong lòng bàn tay thì cầm vừa nè, thì cái hộp nó bự hơn ngón tay xíu. Đó thì một ngày thì khả năng bạn có thể bán được 50 hộp đến 100 hộp này nếu bạn đi bỏ sỉ. À, thì cái chuyện bạn bán 100 hộp này thì nó rất là dễ, đúng không ạ? Đó. À, đây là cái hộp này, đây là cái hộp của nó. Đó. À, đây là cái đồ chơi này, đúng không ạ? Nó có rất là nhiều cái hình vậy. Thì mấy bạn nhỏ mua là mấy bạn thường là mua một một con xong rồi bạn sưu tầm hết cả bộ như vậy luôn. Đấy, đây là bé nhà mình chơi nè, rất là nhiều.
Cho nên là với những cái sản phẩm gọn như thế này các bạn thì các bạn cũng dễ mang đi ha, và số vốn đầu tư ban đầu nó không quá nhiều. Rồi xin chào Dương Kiều Anh, xin chào Thúy Đặng, xin chào tất cả các anh chị và cô chú, xin chào Lê Trang. Sorry, mình không kịp trả lời, không kịp chào hết các bạn thông cảm nhé. Rồi em tìm hiểu về nguồn hàng nhưng chưa tìm được đại lý nào uy tín nè, mong thầy giới thiệu. Rồi ok ok Tùng Lê nhé, Tùng Lê kết bạn Zalo với mình đi, mình sẽ gửi cho Tùng Lê cái danh sách, những cái xưởng ha, những cái xưởng sản xuất đồ chơi tại Việt Nam, cũng như là nếu mà bạn có số lượng mà nhu cầu nhập lớn hơn thì có thể là nhập ở xưởng ở Trung Quốc. Rồi xin chào Long Đao, xin chào Ngọc Hà Nguyễn. Rồi xin chào user. Rồi xin chào tất cả cô chú và anh chị, xin chào Trâm đã tham gia livestream cùng với Tài. Xin chào Dunet, xin chào Thương. Rồi các anh chị đang làm công việc gì hoặc là các anh chị đang kinh doanh sản phẩm gì thì có thể để lại cái thông tin ở trên livestream nữa mà. Tại rất là vinh dự và hạnh phúc được có thể kết nối và hỗ trợ cho các anh chị một điều gì đó. Với mong muốn là sao? Cho đi là nhận lại. Rồi xin chào Kali, xin chào Kho Nice ha. Khôn Say à, xin chào Khôn Say. Rồi xin chào Hồng Ninh nha. Rồi xin chào AB Đen. Rồi Tùng Lê có những cái câu hỏi gì thì Tùng Lê cứ để lại câu hỏi ha, Tài có thể hỗ trợ bạn ở trên livestream này một phần, và một phần thì bạn có thể kết nối với Tài thông qua số Zalo nhé. Đây Tài có cái số Zalo ở đây, bạn có thể kết nối với Tài xong số Zalo này thì Tài sẽ gửi cho bạn cái danh sách về nguồn hàng ha. Rồi Tài có thể hỗ trợ cho bạn sâu hơn về những cái chiến lược bán hàng cũng như những cái chiến lược marketing và chiến lược xây dựng đội ngũ. Rồi xin chào Jay. Rồi xin chào những anh chị ở trên TikTok nhé. Xin chào Thế. Mình không biết là các anh chị nhỏ tuổi hơn hay là lớn tuổi hơn cho nên Tài xin phép mạn phép là gọi là anh chị được không ạ? Là em, xin chào. Rồi xin chào Tú Sương 241. Xin chào FDH. Rồi Thúy Đặng 3610. Rất vui và hạnh phúc được làm quen với các anh chị trong cái livestream ngày hôm nay. Tài rất là biết ơn các anh chị đã có mặt trong livestream của Tài ngày hôm nay. Vậy hả? Rồi ok. Tên là Tùng Lê đúng không? Zalo của mình tên Tùng Lê luôn hả bạn? Sorry nhé, nhiều quá Tài cũng không nhớ hết nữa. Rồi xin chào Ngọc nha. Xin chào Ngọc. Rồi các anh chị đang làm công việc gì ạ? Hoặc là các anh chị đang có thể kinh doanh sản phẩm gì thì các anh chị có thể comment xuống cái ngành hàng hoặc là cái sản phẩm các anh chị đang kinh doanh không ạ? Hoặc là các anh chị đang làm công việc gì? Ví dụ như các anh chị đang làm kế toán hoặc là các anh chị đang làm ở trong một cái khu công nghiệp gì đó, hoặc là các anh chị đang làm công chức, các anh chị đang là giáo viên, các anh chị đang là kỹ sư, các anh chị đang là bác sĩ thì các anh chị có thể để là cái ngành nghề của mình đúng không ạ? Tại rất là hy vọng có thể kết nối được với các anh chị làm việc ở các ngành nghề khác nhau, có thể hỗ trợ và giúp đỡ các anh chị được một điều gì đó. Rồi xin chào Vũ 6383. Rồi xin chào Minh Anh. Rồi xin chào Minh Anh. Bữa anh cũng bây giờ cũng nói hỗ trợ tìm rồi mà anh quên hay sao mà bây giờ không thấy rep. Không thấy rep hả? Là bên Tài không có rep cho bạn hả? Hay là sao? Hay là làm cái nơi mà Tài giới thiệu bạn lấy hàng người ta không trả lời cho bạn. Vâng, xin chào Thành Ngô. Xin chúc buổi tối tốt lành nhé. Chào mừng tất cả cô chú và anh chị tham gia livestream cùng với Tài. Hôm nay thì chúng ta giao lưu với nhau về những cái chủ đề về kinh doanh, chủ đề về bán hàng. Thì các anh chị đang làm công việc gì hoặc là các anh chị đang kinh doanh mua bán sản phẩm gì đúng không ạ? Các anh chị cần Tài hỗ trợ gì, các anh chị có thể để lại bất cứ câu hỏi gì. Nhưng mà trong khả năng và sự hiểu biết của Tài, Tài sẽ cố gắng để có thể hỗ trợ cho các anh chị. Xin chào Hằng Su. Xin chào Thiên Long. Xin chào tất cả các anh chị bên TikTok nhé.
Xin chào Lai T, xin chào GHT, xin chào Hằng Vũ, xin chào Hằng Vũ 748, xin chào. Kênh của Tài chuyên chia sẻ về kinh doanh, về bán hàng, về quản lý đội nhóm. Thì các anh chị tham gia vào live stream, các anh chị quan tâm những chủ đề này thì các anh chị có thể đăng ký kênh để có thể nhận được những cái video từ Tài nhé. Hoặc là các anh chị có những câu hỏi gì liên quan đến kinh doanh, tới khởi nghiệp, đến quản lý con người, quản lý nhân sự thì các anh chị có thể kết nối với Tài. Mới inbox cho anh để được. Rồi ok bạn. Rồi sau live stream thì Tài sẽ xem rồi có gì Tài sẽ trả lời cho Tùng nhé. Tài sẽ gửi lại cho bạn cái danh sách nguồn hàng. Rồi chào Nguyễn Thị Phương ạ. Rồi chào Điền Hoa. Rồi thì Tài vừa trao đổi với các anh chị về cái việc mà phát triển bản thân á. Thì rõ ràng là chúng ta kinh doanh thì cái quan trọng nhất là gì ạ? Là phải phát triển bản thân, các anh chị phải học hỏi mỗi ngày. Bởi vì các anh chị biết là không phải là chúng ta là ra làm kinh doanh đâu các anh chị, mà chúng ta nếu mà chúng ta đang là nhân viên của một công ty nào đó thì rõ ràng để chúng ta có cơ hội thăng tiến, chúng ta có cơ hội được tăng lương hoặc là lên chức, chúng ta đang là nhân viên, chúng ta có thể lên làm phó phòng, trưởng phòng hoặc là giám đốc một cái chi nhánh nào đó, thì rõ ràng cái việc học tập của chúng ta, cái việc mà trao dồi những cái kỹ năng về chuyên môn, rồi những cái kỹ năng về xây dựng mối quan hệ với sếp thì nó rất là quan trọng để giúp cho công việc chúng ta thuận lợi hơn. Và trong kinh doanh thì cái điều này nó càng quan trọng hơn nữa. Chúng ta cần phải sao bỏ thời gian ra để chúng ta có thể tập thể dục, để chúng ta có được một cái sức khỏe nó tốt hơn mỗi ngày. Rồi chúng ta sao thường xuyên đọc những cái cuốn sách nó liên quan đến những cái chủ đề của chúng ta. Ví dụ chúng ta làm kinh doanh thì chắc chắn rồi, chúng ta phải đọc những cái cuốn sách về làm marketing, về cách bán hàng, rồi cách quản lý nhân sự, đúng không? Rồi cách huy động vốn, đúng không? Vân vân, rất là nhiều. Thì đó là những cái nội dung mà chúng ta cần phải học. Rồi ví dụ như chúng ta làm kế toán thì chúng ta có thể học thêm về những cái kiến thức về kế toán. Ví dụ như chúng ta đang là kế toán viên thì chúng ta có thể học là làm sao để lên làm kế toán trưởng, đúng không các anh chị? Rồi sau đó chúng ta thi lấy bằng kế toán trưởng để chúng ta nâng cái công việc chúng ta lên, đúng không? Rồi xin chào Hoàng Anh nhé. Vậy nên là sao phát triển bản thân lúc nào cũng phải đi song song hết, đúng không? Đi song song với lại cái việc mà phát triển công việc của chúng ta. Đó. Chúng ta cần phát triển những kỹ năng. Bởi vì tại sao các anh chị thấy là cùng một cái công việc đó, ví dụ chúng ta là nhân viên bán hàng trong một công ty đi, nhưng mà đôi lúc á, là chúng ta làm việc rất là tốt. Chúng ta có thể bán được cái doanh số, đạt doanh số hơn những cái bạn sale khác, nhưng mà chưa chắc chúng ta có thể lên được làm giám sát của tỉnh, hoặc là chúng ta làm giám sát miền, hoặc là chúng ta làm giám sát vùng nữa các anh chị. Bởi vì cái điều đó nó còn phụ thuộc vào một phần nữa, đó là cái người đó họ biết xây dựng mối quan hệ, họ chơi rất là thân với sếp. Ví dụ như sếp xuống, ví dụ như họ đang là nhân viên đi, có một anh giám sát xuống, thì anh biết cái anh giám sát này ví dụ như thích uống trà sữa đi, đúng không? Hoặc là anh này anh thích nhậu chẳng hạn vậy, và cái món nhậu khoái khẩu của anh là ví dụ như là món rắn nước hay là những cái món đặc sản gì đó ví dụ vậy, thì chúng ta sao? Hoặc là biết anh này là anh thích ăn bánh canh đó, ví dụ vậy, thì chúng ta sao? Mời anh những cái món mà anh thích, hoặc là anh thích chơi pizza thôi. Đúng không? Thì chúng ta mời anh đến những cái chỗ mà chơi pizza tốt như vậy, đúng không? Và cùng chơi với anh. Thì đôi lúc chúng ta không phải là người đánh pizza giỏi, nhưng mà chúng ta cùng hòa chung với lại cái không khí đó, hòa chung với cuộc vui đó, thì chúng ta sao có khả năng là sao có được cái mối quan hệ tốt với người sếp của mình. Và đương nhiên rồi, chơi với nhau thân thì cái gì ngon sao người ta đều ưu ái dành cho mình. Đó là một trong những cái kỹ năng mà phải xây dựng mối quan hệ, đúng không các anh chị? Bởi vì người ta có câu là sao nhất tiền tệ, nhì là gì ạ? Nhì là quan hệ. Thứ ba là gì ạ? Thứ ba là đầu đề. Chúng ta phải có một trong ba cái đó thì chúng ta mới có thể thuận lợi được. Vậy nên là cái kỹ năng mà sao xây dựng mối quan hệ rất là quan trọng. Rồi xin chào Lê Nhất Cường 86. Xin chào mừng cô chú và anh chị tham gia live stream cùng với Tài ngày hôm nay. Xin chào Vi Tiểu Mỹ. Xin chào Minh Văn. Rồi xin chào Lala nha. Xin chào Phong Quỳnh 94. Các bạn tham gia nhiều quá Tài chào không kịp, các bạn thông cảm nhé. Xin chào Phong Quỳnh, xin chào Bóp Bóp 123, xin chào Nguyễn Duy Khánh, xin chào. Xin chào tất cả cô chú và anh chị tham gia livestream ở trên TikTok cùng với Tài. Rồi các anh chị ở trên YouTube, xin chào tất cả các anh chị.
Rồi, các anh chị mạnh dạn đặt câu hỏi đi ạ. Các anh chị có những câu hỏi nào quan tâm thì các anh chị có thể để lại câu hỏi ở đây, nếu mà tiện thì các anh chị có thể để lại câu hỏi ở đây, trong khả năng thì Tài có thể trả lời luôn cho các anh chị. Còn nếu mà Tài chưa trả lời được cho các anh chị thì Tài hẹn với các anh chị là vào một cái dịp khác, thông qua là các anh chị có thể kết nối với Tài thông qua Zalo, thông qua Zalo 0965 2433 nhé, thì Tài sẽ hỗ trợ sâu với các anh chị được nhiều hơn. Rồi, xin chào Hoài Anh. Những người kinh doanh rất là vất vả đúng không các anh chị? À, giờ này là đáng lẽ là người ta đi nhậu hoặc là đi uống cà phê với bạn bè rồi, nhưng mà anh em mình vẫn ngồi đây nói chuyện giao lưu với nhau đó, cho nên là rõ ràng là cái con đường kinh doanh nó rất là vất vả các anh chị, nó không đơn giản một xíu nào hết đúng không? Cho nên thật ra nếu anh chị mà mới kinh doanh á, các anh chị thấy cái kết quả của những người kinh doanh đi trước trước mình 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm đó, họ có được một cái thành công, có xe, có nhà, có một khoản tiền dư dồi dào, các anh chị cảm thấy rất là hứng thú với điều đó. Nhưng mà các anh chị cần phải chuẩn bị cho Tài một cái tinh thần, đó là tinh thần khởi nghiệp ngay từ đầu, đúng không? Bởi vì sao, cái gì nó cũng sẽ có một cái quá trình của nó các anh chị ha, chứ không phải là chúng ta có được ngay. Rồi, xin chào Hải Đăng. Rồi, các anh chị đang làm công việc gì, các anh chị đang có đang kinh doanh cái sản phẩm gì không ạ? Thì các anh chị có thể để lại cái ngành nghề mà các chị đang làm việc để chúng ta có thể có cơ hội giao lưu và biết với nhau. Tại rất là vinh hạnh được quen biết các anh chị trong livestream ngày hôm nay. Với cái trải nghiệm gần 20 năm tại làm kinh doanh, tại làm trong lĩnh vực bán hàng và marketing, thì hy vọng là có thể hỗ trợ và giúp đỡ các anh chị được một điều gì đó, có thể hỗ trợ các anh chị được từ nguồn hàng. Xin chào TikToker. Có thể hỗ trợ các anh chị về nguồn hàng nè, có thể chia sẻ các anh chị những cái bước bán hàng, những cách bán hàng làm sao cho nó hiệu quả hơn, rồi cái cách làm marketing làm sao cho nó tiết kiệm chi phí hơn, mình tiếp cận được với nhiều khách hàng mục tiêu của mình hơn, hoặc là cái cách là xây dựng đội nhóm để cùng có những cái người anh em cùng làm việc với mình. Xin chào Như Ý nhé. Xin chào. Rồi, đó là cái việc mà chúng ta phải phát triển bản thân trước khi là phát triển kinh doanh các chị ha. Chúng ta phải cố gắng đọc sách mỗi ngày, chúng ta nghe những cái điều tích cực hơn. Rồi, xin chào Ami, xin chào Alimi và xin chào bạn. Rồi, bây giờ trong cái giai đoạn hiện nay với cái sự bùng nổ phát triển của công nghệ của internet đúng không các chị, cho nên là việc kinh doanh á, thì chúng ta dù là các anh chị kinh doanh cửa hàng, kinh doanh offline hoặc là kinh doanh như thế nào chăng nữa, thì chúng ta cũng phải chuyển mình lên kinh doanh online, bởi vì online là một phần rất là quan trọng. Rồi, xin chào Thúy Phạm, xin chào Lâm Thiên Hương. Rồi, xin chào Zina, xin chào Khánh, xin chào Khánh sơ qua. Xin chào tất cả các cô chú, xin chào tất cả cô chú và anh chị nhé. Xin chào Kawasa, tiếng Anh khó đọc nè. Mình nên học hai cái này nó phải đi song song với nhau Tùng Lê ơi, giữa bán hàng marketing nó phải đi song song với nhau. Tại vì thứ nhất marketing nó sẽ giúp cho mình có khách hàng đúng không ạ? Marketing sẽ giúp cho mình có khách hàng. Tuy nhiên khi mà khách hàng đến với mình rồi mà mình không có kỹ năng bán hàng á, thì rõ ràng là sao, mình cũng sẽ không có tiền. Bán hàng sẽ giúp cho mình có được tiền, còn marketing sẽ giúp cho mình có khách hàng. Cho nên là đây là sao ạ? Đây là hai cái công việc chúng ta bắt buộc phải làm song song với nhau, giữa marketing và bán hàng phải làm song song với nhau. Bởi vì mình có kỹ năng bán hàng tốt như thế nào đi chăng nữa mà mình không có khả năng làm marketing thì mình không có khách hàng, thì đồng nghĩa là sao? Mình không có cơ hội để bán được hàng. Rồi, còn nếu mình làm marketing rất là tốt rồi, khách hàng đến với mình rồi, nhưng mà sao ạ? Nhưng mà mình không có kỹ năng bán hàng, người ta hỏi cái gì mình cũng ấp ớp ớ, mình không có biết trình bày nói như thế nào hết, thì cuối cùng sao, người ta không có tin tưởng để người ta mua hàng từ mình, vậy thì sao, người ta cũng quay đi. Cho nên các anh chị thấy là có rất là nhiều những cái trường hợp những người họ bán hàng á, là khách hàng họ vào họ comment, họ hỏi giá nè, hoặc là hỏi cái điều gì đó thì mình lại không có biết cái cách trả lời. Và dù người ta hỏi ở cái món này bao nhiêu tiền á, thế là mình trả lời là A tiền, B tiền đó, xong rồi sao ạ, người ta đi mất tiêu luôn. Các anh chị có gặp trường hợp như vậy không ạ?
Xin chào trùm lum xum tên mình đặt nó bị đảo nên tài đọc nó không có thuận, xin lỗi các anh chị. Rồi trùm lum xu qua wow, xin lỗi, rồi đọc được rồi, xin chào bạn, xin chào đó. Cho nên hai cái kỹ năng này mình phải cố gắng là rèn luyện song song với nhau. Thì để học được hai kỹ năng thì cũng rất đơn giản thôi. Hiện tại thì Tài nghĩ thì với bạn bạn Tùng Lê thì bạn đã đi làm sale cho những cái nhãn hàng tiêu dùng rồi, thì Tài tin tưởng là bạn cũng sẽ học được một phần những cái kỹ năng bán hàng do cái người sếp trực tiếp của mình họ hỗ trợ. Ví dụ như ngày xưa Tài làm Ajinomoto đi, hoặc là Tài làm Vitamilk, hoặc là Tài làm Moviefone đi đó, thì Tài cũng học được từ những người sếp mình rất là nhiều. Họ dạy cho Tài là như Ajinomoto bước vào cửa hàng là phải làm gì cái trước rồi làm cái gì sau. Họ có những cái quy trình để giúp cho mình là tăng cái hiệu quả bán hàng lên. Họ có những cái quy trình như vậy, thông qua những cái buổi training về lý thuyết, rồi sau đó họ hướng dẫn mình thực hành trực tiếp ở trên cửa hàng, đúng không ạ? Đó là cái cách. Rồi họ cũng hướng dẫn mình một phần về marketing, cái cách như thế nào để là sao đi tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Ví dụ như là bán bột ngọt đi, tại đi bán Ajinomoto đi, thì đương nhiên là cái kỹ năng marketing là cái kỹ năng là sao phải xác định được khách hàng mục tiêu của mình là ai. Thì rõ ràng là mình phải tới tiệm tạp hóa, đúng không các chị, tạp hóa bách hóa rồi gì ạ, những cái quán ăn, những cái quán nhậu thì mình mới bán được những cái sản phẩm như vậy. Còn nếu mình vào cái quán nước thì sao ạ, cũng bán được. Những cái người mà vào quán nước vẫn bán được bột ngọt các anh chị, đó là những cái bạn rất là siêu. Các anh chị biết lý do tại sao mà? Bởi vì chủ quán nước là họ có nhu cầu cũng dùng bột ngọt mà, đúng không, họ ở nhà cũng nấu ăn mà, nhưng mà họ không mua được số lượng lớn, mua thùng thôi, họ vẫn mua bịch bịch nhỏ mà họ vẫn mua được, đúng không ạ? Thậm chí họ mua nhiều bịch thì để họ họ chia sẻ lại cho những cái người trong gia đình của họ, anh chị em ở trong nhà đó. Đó. Thì mình bán hàng tiêu dùng á, thì người ta có thể là cái công ty đó quy định là cái địa bàn, cái tuyến đường mà bạn bán thôi, thì họ giao cho bạn cái địa bàn đó, bạn không được bán lấn sân sang cái tuyến khác, đúng không ạ? Thì Tài được biết nếu bạn bán theo những cái nhãn hàng tiêu dùng mà theo kênh phân phối như thế thì sao, người ta có chia tuyến này kia cho mình làm, mình không được đi sai tuyến, mình không được bán lấn tuyến, đúng không ạ? Còn với cái việc mà anh em mình ra kinh doanh như thế này thì sao, buộc lòng mình phải có kỹ năng làm marketing để mình mở rộng cái quy mô kinh doanh của mình lên, mình bán được ở nhiều cái xã, ở nhiều cái huyện, rồi nhiều cái tỉnh, rồi thậm chí là cả nước, hoặc là thậm chí là sao nhiều anh chị là phải bán ra được cả nước ngoài luôn. Thì như vậy nó cũng sẽ giúp cho mình phát triển được công việc kinh doanh của mình. Rồi xin chào Trần Khiêm 79. Xin chào bạn. Xin phép cả nhà là lý do là Tài cũng không biết các anh chị là lớn tuổi hơn Tài hoặc là nhỏ tuổi hơn Tài, nên là để tiện xưng hô trên internet thì Tài xin phép là sao gọi bạn cho thân thiện các anh chị nhé. Nếu mà có cái điều gì mà nó không đúng với cái số tuổi các anh chị thì Tài rất là mong các anh chị thông cảm. Xin chào Trần Kim 79. Bạn đang làm công việc gì và mình đang kinh doanh sản phẩm gì không ạ? Nếu mà các anh chị có đang kinh doanh sản phẩm gì thì có thể để lại cái ngành nghề mà các anh chị đang làm hoặc là cái sản phẩm mà các anh chị đang kinh doanh. Tài rất là hạnh phúc có thể là giúp đỡ được cho các anh chị được một phần gì đó. Rồi nếu mà chúng ta ra kinh doanh thì các anh chị có thể tham khảo triết lý sau, đó là sao, bán hàng là phục vụ, bán hàng là giúp đỡ khách hàng, và các anh chị cần phải sử dụng luật nhân quả vào trong công việc kinh doanh của mình. Có nhiều người họ không tin, họ không tin vào cái chuyện gọi là luật nhân quả gì đó, đúng không? Nhưng mà trên thực tế là sao, có rất là nhiều những cái quyển sách đã nói về điều này. Thậm chí là sao, thực tế thì các anh chị cũng đã thấy cái điều này rồi, đúng không? Là nó có, các anh chị thấy là có rất là nhiều những cái tập đoàn mà vừa rồi các anh chị cũng đã rất là có được nhiều cái thông tin ở trên báo chí cũng đã nói rồi, đúng không ạ? Theo các anh chị họ thông minh không ạ? Họ rất giỏi, đúng không các anh chị? Họ từ xây dựng từ một công ty nhỏ đến là sao đến bây giờ là những cái tập đoàn rất là lớn rồi. Cho nên là Tài nghĩ là về độ thông minh, về độ giỏi thì họ thừa rồi, không không phải bàn cãi nữa. Nhưng mà lý do tại sao là bây giờ thì họ lại gặp rắc rối,
Bởi vì sao? Bởi vì khi mình kinh doanh nhỏ lẻ, chẳng ai dòm tới mình đó các anh chị, chẳng ai thèm để ý tới đâu, đúng không? Biết anh chị làm sai đó, nhưng mà ta chẳng thèm dòm, chả thèm để ý tới, đúng không? Bởi mất công mất sức người ta đó, để khi mình làm lớn lên rồi thì lúc đó sao họ mới diệt đó. Vậy nên là chúng ta làm kinh doanh cũng vậy, đúng không? Thì chúng ta phải thật là cẩn thận với những cái điều này đó. Chúng ta phải hiểu được cái luật nhân quả, bởi vì không có cái lý do nào mà chúng ta trồng cái gì ạ, trồng cái hạt ổi mà nó ra trái xoài các anh chị, ta chưa thấy có trường hợp đó bao giờ. Không không cần đâu Tùng Lê ơi, đâu đâu có cần mà phải tới 50 củ đâu, mình học miễn phí mà, học miễn phí ở trên kênh YouTube, tại em chia sẻ rất là nhiều, hoặc là mình cứ search ở trên trên kênh YouTube, mình chỉ học về kiến thức kinh doanh và marketing, đúng không? Khi nào mình làm đi, mình học đầu tiên nhé, là mình phải rèn luyện cái khả năng tự học của mình, tức là mình học trên những cái gì miễn phí á, là mình cố gắng mình học trước đi. Tài cũng vậy các anh chị, cũng học từ miễn phí hết. Oh, cố gắng học từ miễn phí đi. Bởi vì thật ra là sao? Bởi vì á, những cái cơ bản nhất mà mình không có học được và mình cũng không không có áp dụng nó được vào trong thực tế để mình kiếm được tiền á, thì sao? Thì các anh chị đi học cái mà có tiền á, thì nó cũng chẳng giúp được gì cho các anh chị nhiều hết á. Bởi vì lý do là sao? Lý do giống như kiểu là anh em mình là cái khả năng á, là anh em mình chỉ có nhiêu đây thôi, nhưng mà đùng một cái á, là anh em mình giờ ví dụ như anh em mình đang là đi học lớp 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 5 nè, anh em đang học lớp 5 mà anh em muốn nhanh nói thôi giờ không học lớp 5 nữa, lên học luôn cái lớp 12 đi, đúng không? Lên gặp ông thầy lớp 12 đi, học phát cho lên lớp 12 cho nó nhanh. Nhưng mà thực tế khi mà đi nhanh quá như vậy, các anh chị mình học tắt như vậy á, thì những người mà họ dạy cái lớp 11 12 họ nói về toán tích phân đạo hàm gì từ lưa hết thì mình sẽ không có hiểu. Bởi vì mình mới cái trình độ của mình là mới cái học toán là sao lớp cấp 1 thôi, là mới cộng trừ nhân chia thôi, mà chưa gì hết người ta giảng cho mình về tích phân, về đạo hàm, về hàm số này kia thì mình sẽ không bao giờ hiểu được hết á. Cho nên mình cũng sẽ không áp dụng được vào trong công việc kinh doanh của mình. Vậy nên mình hãy làm những cái gì đơn giản nhất mà cái đó giúp cho mình kiếm ra được tiền đã. Giúp ra được tiền thì mình hãy sao, mình hãy đi đi lấy cái số tiền á, mình chỉ đầu tư được 10% các chị nha. Theo quy luật về quản lý tài chính á, là chúng ta chỉ chi 10% tối đa nha, là 10% cái thu nhập của chúng ta ra cho việc học thôi. Các anh chị được không ạ? Ví dụ như các anh chị tháng kiếm được 10 triệu thì các anh chị chỉ được lấy 1 triệu ra để đi học thôi, không được lấy hơn nha. Đây là cái cách quản lý về tài chính có 6 cái lọ của Hello Poker đó. Các anh chị phải biết được cái kỹ thuật quản lý tài chính này. Đó. Đó. Có những người chẳng hạn như Tài đi, Tài thì có những cái trường hợp là Tài có thể là lấy ra 50% cái thu nhập của mình để đi học luôn. Thì đó là những cái giai đoạn mình đã sao đã đủ quyết tâm rồi, mình gọi là sao, mình hạ quyết tâm mình làm rồi, thì như thế thì nó sẽ không rủi ro cho các anh chị. Còn nếu mà các anh chị dồn hết số tiền mình đang có vào việc học hoặc là việc gì đó thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho mình. Bởi vì các anh chị biết là học là chắc chắn, nếu mình bỏ tiền ra đi học là chắc chắn một điều là gì, là mất tiền. Đúng không ạ? Mình bỏ 10 triệu, 20 triệu, 5 5 triệu hay là 3 40 triệu ra đi học là chắc chắn là mất tiền. Đấy. Chắc chắn là mất tiền. Còn kiếm được tiền hay không là cái vấn đề sau các chị nhé. Chắc chắn mình bỏ 10 triệu, 20 triệu ra đi học là mất tiền cái đã. Đúng không ạ? Đó. Bởi vì học xong á là về mình phải thực hành rồi phải sao? Mất thời gian 1 tuần lễ, 10 ngày, nửa tháng, 1 tháng mới tạo ra được tiền. Không? Cho nên là các anh chị phải hiểu được cái quy luật như vậy. Cho nên là cùng là ở trong một cái lớp học, ngày xưa anh em mình đi học phổ thông á, cùng trong một cái lớp học, tại sao có bạn học giỏi, có bạn học nhì, có bạn học ba, rồi có bạn học cuối lớp luôn, đúng không? Cũng là một cái người dạy đó, nhưng mà tại sao có người học giỏi, có người học dở, đúng không ạ? Đó. Do là sao, cái nền móng kiến thức của mỗi người là khác nhau, đúng không ạ? Cho nên là cái việc học của mình á là chẳng hạn giống như Tài đi học đi, thì Tài có cái nền tảng là đã 20 năm rồi, thì cái việc mà Tài đi học người ta chỉ cần nói cái ý thôi là Tài biết, Tài có thể về Tài làm được. Còn có một số anh chị là làm sao phải giải thích từ ly từ tí, rất là tằng mẫn, rất là tỉ mỉ, thì rất là khó để các anh chị có thể là sao làm được, áp dụng được được hiệu quả 100% giống người khác được. Vậy nên cái việc học là rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta phải kiểm soát được ha, là chúng ta chỉ chi ra 10% cho việc học thôi. Ví dụ như các anh chị tháng 10 triệu thì các anh chị chỉ chi ra 1 triệu để đi học và
không phải là các anh chị học mỗi tháng, mà các anh chị có thể bây giờ là 1 triệu thì các anh chị tích góp lại 5 tháng thì chúng ta sẽ có 5 triệu, chúng ta đi học một cái khóa gì đó 5 triệu. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy thì các chị mới có khả năng ngốn được cái kiến thức đó. Đúng. Thì các anh chị với cái khả năng các chị có thể làm ra mỗi tháng được 10 triệu rồi, thì các chị học những khóa học đó, mà 1, 2 triệu này kia, thì các chị mới có năng lực để ngốn được những cái kiến thức đó. Đúng không ạ? Còn ví dụ cho thấy có nhiều trường hợp như vậy nè, các anh chị chỉ thu nhập tháng được có 10 triệu thôi, nhưng mà các anh chị lại bỏ ra cả 100 triệu đi học luôn. Và thấy là có những cái khóa học này, học những cái khóa học đó, tại gặp những anh chị đó, thì mới biết là cái thu nhập họ rất là thấp, nhưng mà họ sẵn sàng bỏ ra mấy trăm triệu đi học luôn. Thì rõ ràng sao? Họ không bao giờ ngốn được nổi kiến thức đó các anh chị. Tại vì với cái năng lực của họ, họ chỉ có khả năng kiếm được 10 triệu mỗi tháng như vậy, mà bây giờ đưa cho họ một cái kiến thức, mà với cái kiến thức này đó là sao? Giúp cho họ kiếm hàng trăm, hàng tỷ, thì họ không thể nào áp dụng được vào thực tế, và họ cũng không có khả năng chuyển hóa được kiến thức này, họ không nuốt được cái kiến thức này các anh chị. Cho nên đó là cái lý do mà tại sao mà sao có người học xong họ giỏi, có người học xong họ vẫn không có xài được kiến thức của mình. Giống như cái việc là các anh chị bây giờ là cái khả năng các anh chị chỉ có vác được một cái bao xi măng 50 kg thôi, đúng không? Mà giờ người ta đưa cái bao xi măng cho các anh chị 100 kg, các anh chị vác đâu có nổi đâu. Kiến thức cũng vậy. Cho nên là đó là cái mẹo mà chúng ta bỏ tiền là đi học các anh chị ha, chứ không phải là các anh chị bỏ nhiều tiền đi học là hay đâu, là tốt đâu, đúng không? Rồi, nhưng mà phải học các anh chị ha. Trong cuộc đời này Bác Hồ nói, Lenin nói một câu rất là hay, đó là học học mãi học nữa. Khi nào mà chúng ta không còn ở trên trái đất này nữa thì chúng ta mới ngừng học thôi, còn không mà chúng ta vẫn phải học, đúng không? Học mỗi ngày các anh chị. Và học cái việc kiếm tiền thì nó dễ các anh chị, nhưng mà học giữ tiền còn khó hơn rất nhiều. Các anh chị thấy không? Có rất là nhiều người họ có thể kiếm vài chục triệu, vài tỷ, nhưng mà sao họ không có khả năng giữ được số tiền đó. Cho nên các anh chị thấy là có người họ làm 50 triệu một tháng luôn, nhưng mà cuối tháng không có dư. Cuối tháng không dư, cuối năm cũng chẳng thấy tiền đâu. Nhưng mà có người họ chỉ làm tháng có 10 triệu thôi, nhưng mà cuối tháng họ vẫn dư được 1 triệu, 2 triệu. Rồi cuối năm họ vẫn dư được sao? 10 triệu, 20, 30 triệu. Đó. Vậy thì cái việc kiếm tiền nó không quá khó, nhưng mà cái việc giữ được tiền nó khó hơn rất là nhiều. Và vừa rồi rất là nhiều những cái vụ án ở những cái ngân hàng, các anh chị thấy không? Cái người đó họ có khả năng kiếm được 5 tỷ, 10 tỷ, đối với họ là rất là bình thường. Nhưng mà chỉ cần một chút xíu thiếu kinh nghiệm thôi, một chút xíu thiếu kiến thức thôi, thì có thể mất 5 tỷ, 10 tỷ chỉ trong vòng có mấy ngày thôi, hoặc là trong vòng có mấy tuần, hoặc trong vòng mấy tháng thôi, thì mình có thể mất ngay 5, 10 tỷ là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà có người họ kiếm được 5, 10 tỷ thì họ kiếm rất là nhanh. Nhưng mà mất cái số tiền đó còn nhanh hơn nữa. Đó, họ không có kiến thức để giữ được cái tiền đó, gửi vào trong ngân hàng gì đó đâu mà lăng nhăng. Thế là bắt đầu là bị mất tiền. Và báo chí cũng đưa tin rất là nhiều những cái trường hợp như vậy, đúng không các anh chị? Cho nên rõ ràng cái kỹ năng á, là kiếm tiền là rất là quan trọng, nhưng mà cái kỹ năng á, mà giữ được tiền càng quan trọng hơn. Và cái kỹ năng mà để bắt tiền làm việc cho mình á, để tiền có thể sinh sôi ra tiền á, tiền đẻ ra tiền á, nó còn là sao? Nặng đô hơn nữa rất là nhiều. Vậy nên là các anh chị có thể tìm đọc những cái kỹ thuật này, những cái kiến thức này về tài chính trong cái quyển sách sao Dạy Con Làm Giàu của Robert Kiyosaki ha. Đây là một cái người thầy của tài, và tài nghĩ là đây là một cái người thầy mà các anh chị nên bái làm thầy. Các anh chị học rất là nhiều những kiến thức về tài chính từ người này rất là hay. Rồi, xin chào COE. xin chào các anh chị ở trên TikTok nha. Xin chào các cô chú anh chị ở trên TikTok. Vâng, xin chào. Rồi, cho nên là cái việc mà chúng ta ra kinh doanh đó, thì chúng ta nên sao nên có một cái rồi, kiểu muốn có người thầy cầm tay chỉ việc. Ok Tùng Lê, rất tuyệt vời. Rồi, tại thấy với cái tinh thần học tập và sự cầu thị của bạn như vậy thì tài nghĩ là sao? Thường thường tài có một câu rất là hay như vậy nè. Khi mà một người học trò sẵn sàng, chắc chắn sẽ có một người thầy họ sẽ xuất hiện các anh chị. Khi mà một người học trò sẵn sàng thì sẽ có người thầy họ sẽ xuất hiện các anh chị ha. Cho nên là các anh chị hãy yên tâm về điều đó. Đó. Luật hấp dẫn các anh chị, có quyển sách nói về luật hấp dẫn rất là hay ha. Tức là các anh chị muốn cái gì, chỉ cần ở trong đầu các anh chị luôn suy nghĩ về cái điều đó, đúng không? Các anh chị luôn quan niệm về cái điều đó, các anh chị chân thành về cái điều đó thì chắc chắn là sao? Nó sẽ xuất hiện với các anh chị. Đúng không? Cho nên lý do tại sao là những người mà họ có tài chính khó khăn là gì? Bởi vì họ luôn lúc nào họ cũng suy nghĩ về tiêu cực hết à. Trong đầu họ tiêu cực,
họ ganh đua, họ ghen ghét, họ thấy ai kiếm được tiền họ ghét, rồi cái ô thằng đó có tài cán gì đâu, chẳng qua nó nhờ bên vợ nó đúng không, nó ăn may, nó ăn hên, nó có sếp giúp nó, hoặc là nó được sinh ra trong gia đình giàu có, được ba má nó giúp nó các kiểu, đúng không ạ? Họ ganh đua, họ ghen ghét như vậy, thì chính vì những cái suy nghĩ đó, những cái lời tiêu cực đó thì sao, nó cũng sẽ làm cái từ trường nó phát ra bên ngoài và nó luôn thu hút những cái điều tiêu cực đó đến với họ tiếp tục. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình suy nghĩ là ai là cái người nhận tín hiệu ở đầu tiên ạ? Mình đúng không ạ? Mình đúng không các anh chị? Chứ mình suy nghĩ mà cái người bên cạnh mình họ đâu có biết mình suy nghĩ gì đâu, cho nên mình là cái người nhận đầu tiên. Rồi và khi mình nói ra cái điều tiêu cực đó, thì ai là người nhận đầu tiên ạ? Cũng là mình là cái người nhận đầu tiên. Bởi vì từ cái miệng mà đến tai mình là cái nơi mà gần nhất. Dù một cái người đó họ ngồi gần mình đi chăng nữa thì cái khoảng cách đó nó cũng sẽ xa hơn là từ cái miệng mình tới cái lỗ tai của mình, đúng không anh chị? Cho nên miệng mình nói là cái lỗ tai mình là cái người nghe đầu tiên nhất, đúng không ạ? Nên là ảnh hưởng rất là lớn. Vậy nên hãy nói những lời tích cực các anh chị ha, suy nghĩ những lời tích cực. Rồi xin chào Bình Phương MMO ạ. Rồi hôm nay Tài rất là vui, rất là vinh dự được quen biết với tất cả các anh chị tham gia cùng livestream với Tài ngày hôm nay. Với hy vọng cái trải nghiệm 20 năm của Tài làm trong kinh doanh có thể giúp đỡ được các anh chị một điều gì đó. Tại chưa đủ kinh phí, nếu mà ổn định rồi em sẽ tìm tới thầy. Đây là một cái suy nghĩ Tài nghĩ là Tài ngày xưa cũng suy nghĩ như vậy thôi bạn Tùng Lê ơi. Mình cứ suy nghĩ là mình chưa đủ nên mình sẽ chưa bắt đầu. Có nhiều người định làm một cái gì đó thì sao, mình bị nỗi sợ vây quanh lấy mình và mình mong muốn là mình sẽ đủ thì mình sẽ làm. Ví dụ như những cái ngày đầu mà Tài đang làm làm công á, Tài đang làm nhân viên bán hàng cho những cái công ty á, Tài cũng có ý định là mình sẽ ra mình làm kinh doanh riêng. Nhưng mình nghĩ là mình chưa có đủ kinh nghiệm, rồi mình cũng chưa có đủ vốn, rồi mình chưa có đủ mối quan hệ, cho nên mình cứ chần chừ mãi. Và sau này á, mình phát hiện ra một điều á, là sao? Là những người mà họ có một cái điều kiện tốt á, là họ làm từ khi chưa có đủ các anh chị. Ví dụ như là mình suy nghĩ cần phải đủ tiền thì mình mới làm kinh doanh, bởi vì đủ tiền thì mình mới có tiền để mình nhập hàng về mình bán, đúng không các anh chị? Đúng không ạ? Ví dụ mình có ước mơ là mở ra một cái nhà phân phối đồ chơi trẻ em đi, thì với một cái nhà phân phối như vậy, tại lấy ví dụ mình khoảng có 1 tỷ thì mới làm được nha, ví dụ là như vậy. Thì rõ ràng thì sao có 1 tỷ mình mới làm được, còn giờ mình chưa có 1 tỷ sao làm, mình mới có 500 triệu hoặc là mình mới có 100 triệu hoặc thậm chí mình mới có 10 triệu sao làm, đúng không anh chị? Đúng không ạ? Nhưng mà đó là một điều sai lầm, bởi vì khi mình có 1 tỷ rồi thì đôi lúc là sao có làm chi nữa, bây giờ có 1 tỷ rồi thì làm gì nữa, mình có tiền rồi mà, đúng không? Vậy thì mình cần phải làm khi mình chưa có đủ tiền. Thì mình chưa có đủ tiền thì sao, thì mình làm nhỏ thôi, đúng không ạ? Hãy bắt đầu từ cái việc nhỏ nhất. Ước mơ thì hãy ước mơ thật lớn, nhưng mà bắt đầu thì hãy bắt đầu thật là nhỏ. Bởi vì sao? Bởi vì mình chưa có làm gì hết, mình chưa có kinh doanh, mình chưa có trải nghiệm gì hết. Mà các anh chị, nếu bây giờ các anh chị có 1 tỷ, các anh chị bỏ ra, các anh chị mở một cái đại lý đồ chơi trẻ em, hoặc là các anh chị kinh doanh bất cứ một cái điều gì đó, thì tại tin tưởng một điều là sao, cái tỷ lệ thất bại các anh chị gần như là 99%, đúng không ạ? Vậy thì rõ ràng cái người mà họ có 1 tỷ để họ có đủ điều kiện, có tiền á, để mở ra một cái nhà đại lý đồ chơi trẻ em, thì họ sẽ thất bại và họ sẽ mất dần 1 tỷ đó, họ sẽ âm 1 tỷ đó, họ sẽ rơi xuống còn 900 triệu, còn 800 triệu, còn 700 triệu, về còn 500 triệu, đúng không ạ? Còn chúng ta chưa có tỷ nào hết thì chúng ta đâu có gì mất đâu. Bây giờ mất, cái mất của chúng ta là mất cái gì? Mất thời gian. Vậy theo các anh chị, giữa mất thời gian với mất tiền thì là sao ạ? Xin chào Kha Thân. Rồi cái điện thoại của Tài nó khá là nóng rồi. Rồi Tài xin phép chào các anh chị ở trên livestream của TikTok nhé. Tại vì cái điện thoại của Tài sắp hết pin này, nó khá nóng. Rồi xin chào các anh chị, xin chào và hẹn gặp lại nhé. Nóng quá nên là cái wifi nó đơ luôn các anh chị ơi. Rồi sorry các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị những livestream tiếp theo nhé. Xin chào.
thoát ra đâu nha. Nó đơ luôn cái nút thoát đâu, mất tiêu luôn rồi. Rồi, cho nên là sao ạ? Cho nên là mình cần phải bắt đầu khi mình chưa có cái gì hết. Cái điều tuyệt vời của mình đó là mình chưa có gì hết thì mình bắt đầu rất là thuận lợi. Lý do tại sao? Tại vì mình đâu có cái gì để mất đâu, mình lo đúng không? Mình cứ làm thôi thì mình sẽ có kinh nghiệm hơn. Rồi, xin chào Tùng Lê nhé. Hẹn gặp lại bạn với những cái livestream tiếp theo. Xin chào tất cả các anh chị nhé. Rồi, thì chúng ta cũng có thời gian là một tiếng để cùng trao đổi với nhau. Thì Tài có một cái lớp tiếp theo nên là xin phép với các anh chị là Tài sẽ tạm dừng cái livestream ở đây. Hẹn gặp lại các anh chị với những cái livestream tiếp theo. Thì Tài cũng sẽ cố gắng là sắp xếp thời gian nên sẽ cùng trao đổi với các anh chị một tiếng đồng hồ vào mỗi tối, từ 21 giờ đến 22 giờ mỗi tối. Thì các anh chị có những cái câu hỏi nào liên quan đến vấn đề về kinh doanh, có thể là nguồn hàng, có thể là cách bán hàng, cách làm marketing, hoặc là quản lý nhân sự, hoặc là xây dựng hệ thống, thì các anh chị có thể để lại những cái câu hỏi, Tài sẽ trả lời trong cái khả năng của mình. Rồi, các anh chị có thể đăng ký kênh nhé, các anh chị có thể đăng ký kênh để nhận những cái video mà Tài up lên kênh, thì các anh chị có thể nhận được những cái thông tin. Rồi các anh chị cần Tài cố vấn hoặc là hỗ trợ chi tiết từng trường hợp cho các anh chị mà các anh chị cần gấp, thì các anh chị có thể kết nối với Tài thông qua Zalo nhé. Tài có thể trả lời trực tiếp cho các anh chị thông qua Zalo này. Rồi, xin chào bạn Tùng nha. Rồi, chúc ngủ ngon. Rồi, xin chào Thu Thủy Cute nha. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị đã cùng tham gia livestream của Tài buổi tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị với những nội dung tiếp theo nhé. Các anh chị có thể đăng ký kênh và chia sẻ cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả các anh chị ngủ ngon. Bye bye.